Chào anh em nha, công nhân đang làm việc đấy. Thấy chưa? Tối này, chụp này. Đấy, công nhân đang làm việc đấy. Chào tất cả mọi người, cổ đông chúng ta nha, Việt Nam nha. Thấy không? Tuyệt vời không? Đấy. Dự án này còn lâu mới xong. Nói chung sáng đầu năm là còn lên cái tàu dự đoạn đấy về tàu này. Tàu này đóng cái trong cái gì vô xây dựng cái tàu. Không, nó thay xây cháy khu thử nghiệm thôi. Đấy thì nó những cái khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa cái xong đây, nhưng mà các dự án khác thì nó đã tiến hành. Cá Viễn Thanh. Cá Viễn Thanh. Chào nha. Tàu nó chạy thì đẹp, nhưng mà bữa nay tàu nó không chạy. Tàu nó chạy đi vào trong ngoài đi. Công nhân đang làm việc tại cổng. Đấy. Đấy, nó đặt thêm một cái mũ này. Đấy, có công nhân đang mệt mài làm việc đấy. Đấy. Dây bữa nay là mặc xong đấy. Vô trong nữa mà có cái tiền nào. Đấy, công nhân mệt mài đang làm việc đấy. Không, công nhân đấy đang làm việc đấy, đang nối cáp đấy. Nó rõ ràng như ban ngày đấy, thấy không? Đấy, công nhân đang bỏ cáp. Hello my friend. Ok, guys, Việt Nam ai video ok, no problem. Việt Nam after big bye. No problem my friend. My friend, working ok. Rồi, công nhân này đang làm việc này. Đấy, thấy không? Mệt mài làm việc đấy. Tôi xuống đây mà mồ hôi một cái đi giờ cát mồ hôi một cái ra này. Mồ hôi chảy vô tận trong mắt này. Đấy, 5 giờ rồi mà nó còn nóng nắng chói chang này. Đấy. Đấy, ông Tân Nguyên ạ. Rồi nhà truyền thống Việt Nam nha. Nên vào mà xem nha. Đấy. Tôi đang xuống ở xa ra này. Quay trực tiếp này, nếu có ông mà có tầm nhìn á thì nên vào đây mà xem này nhá, để chia sẻ cho người dân, người ta sở hữu đi, mỗi người mỗi ít cổ phần, sau này tương lai người ta đỡ khổ, hiểu không? Mà ngược lại có ông viết bày bà không nhìn cái gì cả, ông nhìn rõ ràng như là viết bày bà nữa là không được nhá. Đấy. Chim chóc này hót líu lo này. Còn chim này với đời cái nào được sướng như con chim này nhỉ anh em nhỉ? Có đúng không nhỉ? Anh Tân Nguyên nhá. Có thời gian thì nên vào xem nhỉ. Để mà biết được cái công nghệ của chúng tôi là đang hoạt động mạnh mẽ chứ không phải là chuyện bận vẹ đâu nhá. Lừa đảo hay đa cấp gì đâu nha. Có ông nếu mà có tầm nhìn á
nên muốn làm một phát làm ăn tốt đó, thì nên sang đây một chuyến để nhìn tận mắt, thấy tận nơi, chứ đừng ở nhà đâu như cái ếch ngồi đáy giếng không biết cái gì cả nhá. Ở cái nhà báo Việt Nam này và truyền thông Việt Nam này, đừng có viết bậy nhá. Nhớ này, phải chia sẻ cái công nghệ này lên đồ để người dân người ta hưởng thụ đi, mỗi người một ít này, để người ta phát triển và sự giàu mạnh này. Chứ đừng có cả ông đừng có viết rần rần giữa cuối cùng là làm mất cái giàu có của người dân này. Đấy. Ông thấy không? Không có ai làm cái gì mà không có ăn cả nhá. Cho nên cả ông nên xem xét lại và giờ cái bản vẽ, giờ cái bài viết của cả ông xuống đi. Nhá. Đừng có làm rần rần nhá. Quên đi. Không biết cái gì đấy, đừng có viết rần rần, để mà tìm hiểu cho kỹ đi. Chứ đừng có làm rần rần, nó dân người dân mất tin tưởng rồi, người dân mất cái sự giàu có của họ đi nhá.